thể thao và mạnh mẽ, Fortuner 2019 khiến giới trẻ ngất ngây. Fortuner là một trong ba mẫu xe thuộc dự án xe đa dụng toàn cầu của tập đoàn Toyota. Sự thành công của mẫu SUV này đến từ các lợi thế về động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, không gian rộng rãi, an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng chạy địa hình. Tại Việt Nam, kể từ khi xuất hiện Fortuner luôn là mẫu xe đứng trong top 10 xe bán chạy nhất hàng năm và dẫn đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ. Tính từ 2009 đến nay, có gần 90.000 chiếc Fortuner lăn bánh trên những con đường Việt Nam. Tháng 6 vừa qua, chiếc xe thứ 500.000 xuất xưởng tại nhà máy của Toyota Việt Nam, cũng là một chiếc Fortuner. Tạo ra sự khác biệt, bên cạnh những phiên bản hiện có, Toyota Việt Nam đã bổ sung thêm phiên bản Fortuner TRD 2019, được cân chỉnh hiệu suất từ trung tâm Toyota tại Nhật Bản. Đây là bộ phận chuyên nghiên cứu, phát triển các mẫu xe hiệu suất cao và thể thao hơn của tập đoàn Toyota. Phiên bản Fortuner TZD 2019 vừa xuất hiện tại Việt Nam, có ngoại hình ấn tượng, đậm chất thể thao, đi cùng động cơ vận hành mạnh mẽ. Phía trước của Fortuner TZD 2019, nổi bật với bộ lưới tản nhiệt, được làm mới cùng nước sơn đen bóng cá tính. Hai bên là cặp đèn pha, có thiết kế gọn gàng, sắc xảo, cùng tính năng tự động bật tắt và cân bằng góc chiếu. Hai hốc gió đã lột xác hoàn toàn, với phần ốp, có tạo hình dạng móng vuốt sắc cạnh, được bao phủ bởi lớp sơn đen nhám khỏe khoắn hai thân xe dán tem TGD màu đỏ đen gần bậc lên xuống, trải dài đến tận đèn phản quang ở phía đuôi. Phần đuôi xe tiếp tục xuất hiện logo TGD bên góc phải. Cụm đèn hậu LED vẫn được giữ nguyên thiết kế, với những đường nét vuốt nhọn ở các góc, tạo cái nhìn sắc sảo. Bên trên là cánh lướt gió cỡ lớn, giúp xe cải thiện tính khí động học và tăng sự năng động. Ngoài ra, Fortuner TGD 2019 còn sở hữu bộ vành đúc 18 inch đá chấu, có thiết kế nan to độc đáo. Phía trên là cặp gương chiếu hậu gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ. So với phiên bản chuẩn, khoang nội thất của bản TRD bổ sung thêm nhiều tính năng tiện ích như lẫy chuyển số thể thao, hệ thống ga tự động cùng chế độ lái eco và bao quờ. Toàn bộ ghế ngồi đều được bọc da cao cấp vừa đem lại cảm giác ngồi êm ái vừa tăng tính thẩm mỹ. Ghế lái like có thể chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Những hành khách phía sau cũng được chăm sóc chu đáo, khi hàng ghế thứ hai có thể chỉnh tay 4 hướng và hàng ghế thứ ba chỉnh tay 2 hướng. Fortuner d 2019 được trang bị những tính năng giải trí như màn hình cảm ứng 7 inch, DVD, kết nối USB, O, Bluetooth, dàn âm thanh 6 loa đủ sức làm không gian trở nên sôi động. Ngoài ra, xe còn có chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, hộp đựng đồ, bệ tì tay. Fortuner d 2019 sử dụng động cơ xăng 2.7 lít, công suất tối đa 164 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, thông qua hệ dẫn động cầu sau, cho khả năng tăng tốc cực tốt. Cảm giác đánh lái trên Toyota Fortuner TRD 2019 rất đầm và chắc nhờ sử dụng tay lái trợ thủy lực. Fortuner thu hút khách hàng không chỉ ở ngoại hình thể thao, nội thất hiện đại mà còn ở các tính năng an toàn đạt tiêu chuẩn 5 sao. Cụ thể như 7 túi khí, camera cùng cảm biến lùi xe, các hệ thống an toàn chủ động như ABS, EBD, BA, VSC, TRC, HAC, khung xe GOA, mang lại cảm giác an tâm trong hành trình.